Cho tổng thể cái này của chú. Trời ơi, tổng thể đặt hệt của nó luôn nè, Bao nhiêu ạ? 70 nè, đặt hệt luôn, À, không có lép rồi. chỗ nào. Cao nè. Trời ơi, nhịn một toàn của chú chị ơi, cái hàng này vip lắm của chú chị ơi. Bao một bông, nói chung là bao, là bao phê luôn, nó thơm cực kỳ thơm luôn. Tè. Ngang được 1m19, Rồi, tại nhà. 19 hay mất 19. Cao nhiêu? một Rồi. mét 19 nè. Ừ. Dạ em chào cả nhà mình đã quay trở lại kênh Lê Thảo Bonsai Garden nha. Dạ ngày hôm nay là ngày 18 tháng 3 nha cô chú anh chị. Hôm nay thì em ghé vườn mai của chị Ngân để giao lưu với cô chú anh chị mình một số cái mặt hàng mai nha, cho cô chú anh chị mình sưu tầm nha. Trong quá trình em quay thì cô chú anh chị mình thích cái mã nào thì mình hãy alo cho chị Ngân nha cô chú anh chị. Số điện thoại thì em sẽ ghi trên tiêu đề nha. Rồi em vào clip ha. Em chào chị. Rồi em chào chị ha. Rồi em xin chào tất cả quý cô chú anh chị vàng cả nước ha. Hôm nay em quay cho clip á, cũng xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em trong thời gian qua ha. Hy vọng của chú anh chị tiếp tục yêu thương và ủng hộ dừa em nha chú anh chị. Rồi hôm nay em lên mã số như là siêu bông Sài Gòn, bạch mai miến điện của chú anh chị, ố lòng bạch mai đặc hồng ha. Rồi với lại nhục toàn cho chú anh chị mình tham khảo ha, được mã nào thì cô chú anh chị mình liên hệ với chú anh chị. Rồi hôm nay em lên mã số 19 anh ạ, 19 anh ạ nha chú anh chị, một cây siêu bông Sài Gòn ha. Cái này hình thú nè, thú gõ gàng nè, nói cộm lên luôn á cô chú anh chị. Cây này vô chậu cho mình hết cô chú anh chị. Gần gần thì em để nguyên chậu em cho xe xa xa thì em đóng tiền gỗ nha chú anh chị. Dạ. Hoành nó được 21,5 tính 21 của chú anh chị. Lúc này em đo lúc nào cũng tự hao nha chú anh chị. 64 là tổng đế ạ. Chiều cao là được 60. Tán ngang là được 53. Rồi cái này em vô lưu ý giá là 2.200.000 bao ship của chú anh chị. Dạ 2.200.000 siêu bông cho Sài Gòn. Số này nha, siêu bông Sài Gòn 19N hết cô chú. Rồi xuống cây lục số tiếp theo, một cây giảo bạch mai cả nhà. 20N nha chú anh chị. Hoa từ 6 cánh ăn lên nha cô chú anh chị. Cái này uống éo rồi nha, sữa rồi. Thân rất là đẹp nha cô chú anh chị. Nè, co nè, cưng ghê không? Dạ đẹp lắm. Đẹp nha cô chú anh chị. Quanh cây này là được 16 đúng. Dạ rồi nè, củ đặc. Củ tròn của nó là được 26. Rồi. Tổng đế của nó là được 62. Cây này ghép tầm 1 chiều năm. Cao 55. Bán nha là 60. Rồi cái này vô lưu ý giá là 1.900.000 bao ship của chú anh chị. Cây này quá trời đẹp á cô chú anh chị. Ai đam mê bạch mai thì mình sưu tầm thấy cô chú. Củ đế đẹp mà cái cây nó ra dáng phơm á cô chú anh chị. Tốt quá trời ha. Rồi mã này là mã số 20N cả nhà. 1.900.000 bao ship à. 20N cô chú ơi. 20N xong mình lọ nhau chú anh chị. Ồ, cái này có được quá bao dạ. Bao ha. Để cần ghê. Vô chậu hơn, cái này đi xếp chậu nhau chú anh chị. Dạ mới thay qua chậu cho mình nè cô chú. Hoành là được 13 đúng nè. Tổng đế của nó là được 46. Sớm nơm là được 15. Chiều cao được 38. Tán ngang là được 42. Rồi cái này 900.000 bao ship của chú anh chị. Siêu bông mình lại ship luôn cả chậu. Bông mình lại ship chậu ha. Cái rễ năng cứng màu của chú anh chị thay qua cái chậu bự hơn cho sẵn cho cô chú mình luôn ha. Cô chú mình yên tâm nha. Cây quá trời đẹp cả nhà ơi, ra dáng thú nha. Bình lợi cho cô chú 900 bao ship. 21N cả nhà. Một cây siêu bông Sài Gòn nha. Cây đang hoa nha cả nhà. 21 là luôn chú anh chị. Siêu bông Sài Gòn, cây đang lên bông. Cái này là quay lời buổi xế xế chiều nè, bông nó nắng quá nó ấy của chú chị, chỉ nở ngày hôm qua nè. Bông đẹp lắm nha. Đế nè. Cái này đi đóng tiền gỗ cho mình nha cô chú anh chị, để nguyên chậu ha. Hoành là được 18 đúng. Trời ơi cái đế đẹp. Tổng đế của nó là được 66. Chiều cao là 67. Tán ngang là 54. 1.200.000 bao ship của chú anh chị. Dạ 1.200.000 cho mình số này luôn cô chú. 2N của chú ơi. Cô chú ơi. Một cây giảo siêu bông Sài Gòn nha. Cây này để đẹp quá. Cây này dáng bonsai nè cả nhà. Quá đẹp. Kinh nha. Cái này gần gần thì em bó bầu đóng đóng thùng của chú chị, xa xa em đóng kỳ gỗ nha. Hoành là được 21 đúng nè. Tổng đế của nó là được 70. Chiều cao được 54. Tán ngang được 50. Rồi cây này vô lưu với giá là 2.000.000 bao ship luôn chú anh chị. Rồi 2.000.000 siêu bông Sài Gòn. Siêu bông Sài Gòn ha. Cái này gần xếp chậu cho cô chú mình cũng được ha.
tặng luôn cái chậu đi. Chị Ngân ngào phóng tặng luôn cái chậu đi Ngân. Sợ bể á. Ờ. Rồi đây để cô chú mình chốt đi rồi tính sao. Rồi tiếp theo cả nhà 23N nha, một cái cây giảo siêu bông Sài Gòn luôn, đế đẹp quá cô chú, không thiếu chỗ nào luôn. Trời ơi nó tròn lồ đi luôn à, trong nhà một cơ là dữ dằn. Hàng này hàng đô là một mua nuôi 5,5 đô, mới đô không tức tết nhau chú anh chị, cốt mập lắm nha cả nhà ơi. Để siêu bông cho Sài cô Gòn. Chú mình coi cái cốt nè, đó là hàng đô rõ ràng nha cô chú, nó rất là mạnh cây luôn nha, mới ra có một cơ mà thùm lum cả nhà, quanh là được 18 đúng rồi. Tổng đếp của nó là được 80. Dạ. Chiều cao là được 62. Sáng ngang là được 54. Rồi, cái này giá là 2,2 triệu bao ship của chú anh chị. Dạ, 2,2 triệu cho mã này bao ship nha cả nhà mình ơi. Mã số tiếp theo là 24N nè. Siêu bông Sài Gòn luôn ha, hàng rút cốt cả nhà ơi. Cây này à, hoành chắc bự nè. 24 anh ạ. Đo hướng nhiêu hoành chị nhận thấy nó bự. Chắc là mấy rồi. Ui, 19 đúng rồi chú anh chị. Chính hả? Cái cụ của đặt của nó là 29. Tổng đế của nó là được 65. Cái kè đẹp quá, tội chuẩn bị đi ra cơ hai chứ. Phúng đọt. Cao 73. Sáng ngang là 51. 51 của chú anh chị ơi. Cái này cũng như lưu giá 2,2 triệu luôn rồi chú chị. Dạ 2,2 triệu bao ship hết cô chú anh chị mình ơi. Rồi cô chú tham khảo nha. Rồi mã số 25N ấy, cô chú trời ơi cái gì mà dữ vậy chị Ngân. Tốt nhất hàng 12 mùa của chú anh chị. Dạ khu Đức nha. Không tới lão bằng một cái thiệt chứ. Cái chuỗi của nó dài cái thước luôn á. Nhánh dài á, chuỗi ra chuỗi chị Ngân bông á. Ngộ hả? Thủ Đức mà ra chuỗi hả? Tại vì em cái hàng này đó dạ, dài gì nguyên nhánh gì nè, em có hình luôn á cô chú anh chị nào ấy, hình thì hình chú anh chị mình coi xem nha. Các bạn Zalo rồi nha. Đúng rồi. Không tết là cái vườn hoa đức của em dữ dằn luôn, tại vì không tết cái vườn hoa đức của em nở sớm quá à, tờ luôn à. Cái này được 12 mùa nha chú anh chị, cái này là đôn rồi cô chú anh chị, nhưng mà cái này đặc biệt có một cái chị à, chị coi Ngân quay cái đường thân ha. Nè một thân một cốt nè, rất lượng lên trên lên tới trên đọt nè cô chú anh chị. Đường thân ủa cái này sao đo trời, đừng quên đó dưới lùng á, cái này hơn 1,5 mét nha cả nhà. Quỳnh thân cái phá nhất cái đường thân á, cực đẹp cho cô chú mình coi cái đường thân ha. Quay xa xa chị nhìn thấy cái độ đẹp của nó làm như cái thông luôn. Ừ đúng rồi. Nè. Thông lép chỗ nào luôn nha chú anh chị. Nó cái đường của chú mình quay gì cũng thấy cái đường lắc thân nha. Quá đẹp luôn cả nhà, cây này xuất cái sắc này, nha. Mấy cái này nuôi dễ thì chết chị Ngân. Nó mạnh khù rồi. Quá đẹp. Đi rồi xếp chậu luôn nha chú anh chị ơi. Cái này để em đã bắt ghép được nhiêu chưa? Nhà mắt ghép một chút có lần chỗ này ha. Trời ơi. Mắt ghép được 22 đúng luôn nè. Nè cái chỗ đó. Ghê chưa? Đây là dưới này còn cũ nha, dưới này còn rồi đấy, 26 là cái cũ đế nha, dưới này còn một lớp đế khác được ha. Cái hàng này trồng đất á cô chú, rồi lên chậu hai cây hai bên khù luôn, để hai cây hai bên xấu xinh đẹp cực đẹp luôn. Cái ngang mới con tàn lại có một mét rồi chú anh chị ơi, cao chắc mét 6 tới mét rưỡi thôi chị ơi, mét rưỡi mét rưỡi thôi. Ừ, cây mã số 25N nha chú chị, giả Hữu Đức hàng 12 mùa ha. Rồi cái này em vô lưu với giá là 5,2 triệu bao ship khu này, bao ship khu vực Vũng Tàu đổ lại cô chú anh chị. Trời ơi cái cốt nhất cái chi nhất nó đi lên là cô chú anh chị mà nó bự vậy. Dữ lắm. Cái tàn không mà cái cây này em ưng cái nhất là gì không, nó tròn như là cái lắc thân đẹp quá. À. Mới đôn hôm qua Tết nè. Nay chắc cả tháng mà coi nãy gì nè. Ghê không? Đó, quá đẹp. Cô chú anh chị ơi quá đã cây này luôn, em mê cây này nè cô chú. Rồi ha, cả nhà mình tham khảo nha, 5,2 triệu cho mã số 25N bao ship nha cô chú anh chị ha. Ship chậu luôn hả chị Ngân ha? Đúng rồi, mấy cái hàng này thần chậu tơ nha cô chú anh chị, chứ không phải là hàng mới bướng đất lên nha. Nuôi nuôi chậu 12 năm nay đó. Là toàn lõn cái bầu à. À cái này là cái hàng nuôi chậu phải không? Đúng cái rồi, hàng đất là cái hàng kia, trồng đất khác nữa. Ờ rồi rồi rồi. Theo 26N luôn. Siêu bông sữa. Đẹp quá. Sài Gòn rất là đẹp, cứng mùa mà, cứng cây. Hoành là được 19 đúng nè. Dạ. Củ tròn của nó được 25. Tổng đế của nó là được 45. Chiều cao là được 62. Sáng ngang là được 54. Rồi, cái này giao lưu với giá là 1,7 triệu bao ship của chú anh chị. Dạ, 1,7 triệu bao ship cho mã này luôn cô chú. Mã số tiếp theo là mã số 27N cả nhà. Cái này giá Hữu Đức nha cô chú anh chị. Trời ơi đây nè. 12 mùa chung lô với cây nãy luôn, cái này à, em còn có 3 cây, 5 cây là vườn hết hàng giáo đức hàng già mùa ha. Đây quá trời luôn cô chú anh chị nè, không thấy chị Ngân đâu luôn. Này sao đo ta? Cây này cỡ 1,6 cô chú, cao bằng cây nãy nha.
tính mét rưỡi đi. Cái này nhưng mà củ mập nè, củ em mập quá trời ta. Chảo bò ghép rồi gì không có ăn gian nhau chú anh chị ơi, nè phì ra nó lớn hơn củ là 29 đúng luôn. Ơi bự cây nãy nhiều luôn. Ừ, cái hoành 29 đúng rồi, tại vì mất ghép chỗ nào cũng đâu chỗ đó nha. Còn củ dưới này là nó có ba được 31 à, dưới này còn lớp đế nè, rồi bóp bầu rồi khừ luôn rễ không. Nè cô chú nãy em nói cái hàng trồng đất á, là đây nè cô chú, nè cái chỗ này ha, chỗ này là hàng thường sậu nè, bán ngang được mít 15 nè, tán cao bự này chứ cỡ mít 6 tính rưỡi thôi. Trời ơi quá tí rồi chị Ngân, trời nó Cây xanh mướt á. này, cây này vô lưu giá 5 triệu cũng bao ship Vũng Tàu đổ lại nhau chứ anh chị. Dạ 5 triệu cho Quá mảnh đẹp. này, quá đẹp cô chú mình chị mình ơi. Cái này Tết một cái là xum xuê luôn cả nhà mình. Nó mới ra có con cơi đợt mà cô chú mình thấy nè, tại vì hàng vào mùa đẹp ha. Hàng Hàng mà này ít hai mùa có nha giả cả hú đấy. nhà ơi. 5 mùa luôn ha. Này 27 nha, cô chú 27N nha. 5 triệu 2. Ủa 5 triệu bao 5 ship? triệu, 5 triệu bao ship. Dạ rồi. 27 nè. Mua một cặp thì chị Ngân giảm giá nha cả nhà. Sẵn ngang chiến đi luôn á. Cô chú mình có cần sưu tầm thì mình alo cho chị nha. Mã số cuối clip ngày hôm nay cả nhà. 28 anh nè. Trời ơi, quá tí Nhị ngọc rồi. toàn. Một cái cây nhị ngọc toàn. Ở bây giờ mà kiếm được cây bự vậy là không phải dễ nha. Hàng hiếm luôn cô chú. Ở thời điểm hiện tại Trời nha. ơi. Nó hôm hử chưa? Quất bông luôn hả? Cái bông này Ôi bao hôm nè. cái bông đẹp mất tiêu rồi. Ở đây chị Ngân ơi, vườn em còn mấy cây bự bự nè. Bông bị chà bá lửa nè. Nhưng mà Cô nay chú. lên giao lưu kia trước nè. Rồi, Cái lên bông này cô chú anh chị, họ hôn rõ lợi với nó. Nó thơm hơn cây không. hôn nhiều lắm. Đây. Ôi có bông, ấy có bông, có bông, có bông đây, có cái bông Hôn đây. nhiều lắm chị Ngân ơi. Ngày hôm Đây qua nè nở cô dữ chú. dằn luôn. Ôi nhóc tôi nha. Đây, quay vòng cái chị nha. Nè, ngày hôm kia có cái bông mà nguyên cái bông màu vàng đó, mà nó rụng rồi. Nhiều nhiều mặt bông nha. Nhiều bông, nói chung là ba hoặc bông á. Trời ơi một Một cây nhị bông ngọc thơm đó, toàn dữ dằn. khổng Cái lồ này luôn nhiều cả nhà. toàn chú chị. Dạ Cái rồi này nè. là em để lấy bo cho nên là chưa không có sửa chì cạnh nha. Cô chú anh chị nào mà muốn sửa chì cạnh thì em sửa em giao luôn cũng được ha. Dạ sửa lên đẹp lắm cả Nói nhà ơi. chung là mình sửa rồi mình lấy bo thì nó không bằng lúc mình thả tàn chưa sửa. Đúng rồi. Trời ơi nụ chưa. Quá trời luôn. Còn Như một chùm nụ nè cô chú anh chị chuẩn bị chuẩn bị lên nha. nha. Cái này nó đang lên búp búp nhiều nè. Hàng này trên thị trường cũng không có nhiều nhau chú anh chị. Hàng bự hết rồi cô chú ơi. Thời điểm hiện tại. Trời ơi, ụ luôn. Dạ. Chị Ngân rồi à. Dòng luôn cái. Rồi ăn cổ đi. Dạ. Chị Ngân coi cổ nè. 31 rưỡi nè. 31 rưỡi của Chị chú anh Ngân chị. rồi tăng cho mấy nè. Cho đích nè. 39 nè. Rồi, nó tổng thể cái này của chú. Trời ơi, tổng thể đặt hệt của nó luôn nè. Bao nhiêu ạ? 70 nè. Đặt hệt luôn. À, Không có lép rồi. chỗ nào. Cao nè. Trời ơi, nhị ngọc toàn của chú chị ơi. Cái hàng này vip lắm của chú chị ơi. Bao một bông, nói chung là bao phê luôn. Nó thơm, cực kỳ thơm luôn. Tàn. Ngang được 1m19. Rồi, tại nè. 19 hay mất 19. Cao nhiêu? Một mét Rồi. mười chín nè. Ừ. Cao này được 1m05 nè, mà em tính mét luôn chú anh chị. Rồi. Từ hao luôn á. Cây này quá trời hoành 31. Trời em quá cái bông có thơm chưa. Giả mang thì Biết quá cô đẹp. chú Nhiều toàn mình. dùng Cô giống chú mai đang này ôm quá cái đẹp. củ em coi cái gì Ngân nè. Cô chú Cũ mình, gì cô nè. chú. Gì đi. Em gì là 2 lần, 3 lần, 2 lần rưỡi mới hết cũ nè. À, chị quanh đó chị ôm lại cái đi cho dễ. Không hết Ừ, ôm đi. đó cũ nè. Ừ, tay bà bự. À, rồi, hay cô chú anh chị. Ồ cái này xứng đáng luôn, Xứng đáng đồng tiền bát gạo luôn. quá đẹp. Cái này à, nếu mà cô chú anh chị mình chơi á, thì mình sửa tàn lại cô chú cho đẹp đẹp một chút ha. Còn nếu mà mình kinh doanh mình lấy bo thì cây này 600-700 bo bình thường. Trên 600 bo luôn Dạ, cả ngàn bo mà tự hao nha cả nhà. Cái cô chú ơi, mình nhờ chị Ngân báo giá luôn ha. á. Hằng quay quay này thôi cái chuyện rồi, cái tay cái đẹp cái giá trị mình quay về sau nè. Rồi cục đế nè. Ừ, cô chú chị thấy đế dưới rồng nè, cọng nào nó lực lực. Ồ, cái này quá dữ luôn. Cây này đẹp lắm nha cô chú. Vip. Theo cái mắt nhìn của tụi em là cây này rất là đẹp luôn ha. Hàng bự về cũng ít nha cả nhà. Cây này quá trời lực luôn á. Xum xê luôn nè. Rồi cây mã số 28N này em vô lưu với giá là 10 triệu 500 ngàn ha. Em giao xe khu vực Vũng Tàu đổ lại của chú anh chị mình ơi. Xuất sắc cái cây này luôn cô chú ơi. Học với em nè, coi cái đế là biết gì, kinh khủng cỡ nào rồi. Giờ 1.000 bo cho cây này nha cả 1.000 bo chứ không phải là 600 nhà. bo nha chú anh chị. Rồi bộ clip ở Từ Hao quá. Rồi hay cô chú anh chị. Mã số này cũng là mã số cuối clip ha. 28N. Một cây nhị ngọc toàn siêu to khổng lồ luôn. 10 triệu 500 ngàn bao ship nha cả nhà. Rồi chị Ngân mình chào khán giả luôn nha. Rồi cuối clip em cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi xem hết clip nha. Hy vọng cô chú anh chị sẽ chọn được cây ưng ý về mình tự tay mình sưu tầm mình làm giống mình chơi Tết năm sau không chú chị. Rồi xin chào cô chú anh chị ạ. Dạ rồi, em chào tạm biệt cô chú anh chị mình và hẹn gặp lại ở video tiếp theo nha.